Ngày 27 tháng 10 năm 2019, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa bàn giao một nghi phạm người Lào cùng tăng vật vụ án này là 120.000 viên ma túy tổng hợp cho công an tỉnh Bô Ly Say thuộc nước bạn Lào để tiếp tục điều tra xử lý. Trước đó vào khoảng 8 giờ 20 phút sáng cùng ngày, tại huyện Thà Phà Bạt, tỉnh Bô Ly Say, Lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Polycam Say đã triệt phá thành công chuyên án 490 LV, tạm giữ một nghi phạm người Lào đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 120.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều tăng vật có liên quan. Qua đấu tranh, nghi phạm này khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ thủ đô Viêng Chăn qua tỉnh Polycam Say sang Việt Nam tiêu thụ.